Hello, yes, thầy chào tất cả các em. Thì trong video ngày hôm nay thì thầy và trò mình cùng tìm hiểu được cái chủ đề về giải phương trình, hệ phương trình bằng máy tính ha. Vậy thì các nội dung chính sẽ có trong video này là thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm máy tính giải phương trình bậc 2, giải phương trình bậc 3, giải phương trình bậc 4 bằng máy tính. Giải về hệ phương trình thì có hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, bậc nhất 3 ẩn, bậc nhất 4 ẩn. Và các trường hợp cuối cùng là giải phương trình bằng cách là dùng cái lệnh secant hay lệnh solve. Được chưa? Đó. Rồi, vậy thì bây giờ các em sẽ vào cái phần đầu tiên. Đó là thầy sẽ nói về cái phương trình bậc 2. Thì khi nói tới đây thì chắc nhiều bạn nói thầy ơi cái này dễ quá rồi, mày bấm thầy em biết bấm rồi thì đúng rồi. Nhưng thầy sẽ hệ thống lại các em ha, hệ thống lại cho các em. Thì có những cái thầy sẽ cần lưu ý cho các bạn. Được chưa? Thì đối với cái dòng máy tính Casio mới này thì để bấm 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 phương trình đó, kèm bấm cái phím là em chọn mode, rồi mode 9 là sao? Chọn mode 9, chọn mode 9. Cái số trên cái số 1 là hệ bất phương trình, là hệ phương trình, xin lỗi hệ phương trình. Cái số 2 chính là phương trình. Các bạn chọn số 2. Nó cái máy tính đời mới thì giải được tới bất trình, phương trình bậc 4 cơ. Đây là phương trình bậc 2, các bạn chọn số 1, chọn số 2. Ấn nút bằng. À, được chưa? Xin lỗi. Rồi chọn sang nhập hệ số nào. Kem nhập hệ số rồi, kem nhập hệ số rồi. Được chưa? À, nhập rồi này. 1, 2, trừ 3, nhập luôn. Rồi câu số 1 nha. Câu số 1 nha các bạn, câu số 1 nha. Đó. Mình nhập tôi này, hệ số x bình là 1 này. Cái hệ số chứa x bình, x là bằng 2 này. Số hạn tự do là trừ 3 này. Ấn dấu bằng. Đó, rất rất nhanh. Hiện ra hai nghiệm là 1 với trừ 3. Là 1 với trừ 3. Rồi x bằng 1 và x bằng trừ 3. Được chưa? 1 với trừ 3 là xong. Ấn dấu bằng tiếp. Thì đối với cái máy tính mới thì ngoài kinh nghiệm thì nó cho mình biết được cái giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của cái hàm số này luôn. Đó, hàm số này luôn. Đó, được chưa? Rồi xong, vậy thôi. Hả? Thôi, thầy ơi, dễ quá. Đúng rồi, dễ. Thì nó khá quen rồi. Bây giờ số 2. Cái số 2 các bạn em nhập ra nè, nhập ra nè. 4 bằng 12 bằng trừ 7 bằng. Đó, hiện ra hai nghiệm. Thì cái nghiệm thứ nhất và các em thì thầy dặn nữa là các em ghi nghiệm này các em dùng dấu ngoặc vuông thôi nha, nghiệm là 1/2 đó, và nghiệm là bao nhiêu đây, trừ 7/2, được chưa, trừ 7/2 đó. Rồi bây giờ câu số 3, câu số 3 thầy em nhập luôn, ấn chữ AC quay lại, nhập luôn này, x bình là bằng 1 này, cái này không có x nghĩa là nó bằng 0, các em hay nhập số 0 rồi, số hạn tự do là trừ 5 và nhập trừ 5 rồi. Được chưa? Ở lúc này hiện ra hai nghiệm, rồi một cái nghiệm, nghiệm thứ nhất chính là bằng x bằng căn 5, được chưa? Cái nghiệm thứ hai là x bằng bao nhiêu đây? Là trừ căn 5, là trừ căn 5. Rồi xong, khá dễ dàng các em ha, khá dễ dàng. Đó. Vậy thì bây giờ tiếp tục, các em sẽ thắc mắc vậy thì cái máy tính đời mới bấm làm sao? Cái máy tính đời mới bấm máy tính cũ bấm làm sao? Đó. Vậy thì đối với cái Vinacan đó, thì bấm cái bấm như vậy này, thì các em chọn mode này. Nhắc lại này, cái chọn mốt, chọn số 5 là mốt 5. Rồi. Mốt 5 nha các em, rồi các em kéo xuống, ấn mũi tên xuống. Đó. Nhắc nhắc lại này, nhắc lại máy tính Vinacal này, bấm mốt này. 5 này. Ấn mũi tên xuống này. Rồi chọn số 1 là bậc 2, số 2 là bậc 3, chọn số 1. Ấn số 1 rồi. Được chưa? Thì đối với bấm nhập bình thường, ví dụ nhập cô 3 thử nha, nhập này. 1 bằng hệ số x không có nghĩa là 0 bằng rồi trừ 5 bằng. Đó, thì cũng hiện ra nghiệm là căn 5 với bao nhiêu đây? Trừ căn 5. Được chưa? Đó thì thầy nhắc lại về nhắc lại này xíu thôi. Là đối với cái máy cũ, máy Vinacan cũ thì bấm là mode chọn số 5. Ấn mũi tên xuống và chọn 1 hoặc 2. Nó chọn số 1 là bậc 2. Được chưa? Thì còn với đối với cái lòng đối với cái bên chàng Casio này bấm làm sao? Thì cũng vậy thôi. Cái bấm là mode này. Rồi 5 này. Thì lúc này nó hiện sẵn đây rồi, mốt 5. Thì nếu là số bất phương trình bậc 2 thì các bạn chọn số 3. Đó, phương trình bậc 3 chọn số 4 và chọn số 3, Và kèm nhập ví dụ số nhập phương trình 3 luôn nha. Là nhập này, hệ số x bình là 1 này. Đó, nó không có x nghĩa là 0 này. Này chính là trừ 5 này, Ấn nó bằng, Đó, căn 5 với trừ căn 5. Rồi, ổn chưa? Đó. Và bây giờ cho thầy xin phép là thầy sẽ dùng trên cái máy tính mới các bạn nha, máy tính mới. Đó. Rồi, tiếp tục.
Thì bây giờ thầy sẽ lưu ý các bạn cái tình huống nó phức tạp hơn một xíu, hiểu phức tạp hơn một xíu. Rồi ví dụ câu số 4 này, rồi câu số 4 này, hãy câu số 4 này, đó, cái số nó khá cồng kềnh hơn một xíu nha. Rồi các em nhập số 4 này, này là căn 3 này, cái T thì bình thường, các em T thì bình thường, rồi nhập căn 3 thôi, rồi căn 3, nó ngoặc lại, được chưa? Cái nghiệm này là bao nhiêu? Trừ đi mở ngoặc, 1 trừ căn 3, là 1 trừ căn 3. Lưu ý chỗ này này, đóng ngoặc căn 3 này xong rồi đóng ngoặc này nữa. Nó như vậy rồi, nhập với kia là trừ 1 cho nó bằng. Đó, wow. Cái máy này nó xịn, nó hiện là hai nghiệm nữa các bạn này. Đó, hai nghiệm. Thì một cái nghiệm là căn 3 trên 3, một cái nghiệm là căn 3 trên 3. Được chưa? Còn cái nghiệm thứ hai kia là x bằng bao nhiêu đây? Rồi, x bằng trừ 1. Rồi, x bằng trừ 1. Được chưa? X bằng trừ 1. Xong. Đó. Vậy thì bây giờ thầy sẽ thử cái bài này trên cái máy đời cũ làm sao các bạn nha. Đây, thầy sẽ thử trên cái máy Vinaca làm sao. Thì con nhập tôi này, nhập căn 3 này. Nghĩa là máy mới thì nó xử lý ngon lành rồi. Ra nghiệm các bạn nghiệm hiện ra cái nghiệm mình mong muốn là 1 trừ đi căn 3, 1 trừ căn 3. Đóng ngoặc lại. Ở dư đóng ngoặc, được chưa? Ấn dấu bằng, nhập trừ 1 rồi. Ấn bật phát. Wow, không gì nói hết. Đó nghiệm ra nghiệm là trừ 1 với căn 3 trên 3. Ok, đó. Còn bạn nào dùng máy tính cũ như vậy nè, máy tính cũ bấm thử nè. Nhập lôi căn 3, nhập lôi căn 3. Nhập lôi căn 3. Được chưa? Rồi này là trừ đi mở ngoặc 1 trừ đi căn 3, 1 trừ đi căn 3. Đóng ngoặc lại. Ở dư đóng ngoặc, được chưa? Ấn nó bằng trừ 1 đây. Ấn nó bằng. Rồi, cũng là nghiệm như vậy là xong, không mình nói hết. Được chưa? Và đó, cái này nhập phần T nha các bạn, nhập phần T, nhập phần T nha các bạn. Được chưa? T. Rồi cái này bao nhiêu nào? T bình nào? Rồi T bình nào? T bình nào? Nhập phần nào? Là 1 này. Nhập phân số rồi nè, nhập phân số nè. Cái này là trừ đi này, mở ngoặc này, căn 3 này, đóng ngoặc lại này, đóng ngoặc lại này. Rồi cộng với 5 này, đóng ngoặc lại này, phân số phần 2 này. Đó, nhập được đúng nha. Rồi, ấn dấu bằng. C của mình là căn 3 cộng 1 này, căn 3 này, đóng ngoặc lại này, cộng với 1 này. Ấn dấu bằng. Đó, ấn dấu bằng. Wow, máy tính này nó xịn quá. Nó hiện ra hai nghiệm luôn. Lớn nhất này ấn T các bạn nha, ấn T nha. Cái nghiệm thứ nhất là số 2, cái nghiệm thứ hai là T sẽ bằng gì? Wow, máy tính này nó xịn, nó hiện là nghiệm phân số luôn này, nghiệm số vô tỷ luôn. Rồi, xong. Được chưa? Nhưng bây giờ mình thử cho cái máy máy này thử nào. Cái máy Casio này nè. Wow. Nó không làm khó được các bạn ha. Rồi. Máy này thử, máy thử, máy này thử, máy này thử nào. Nhập đây nha, nhập đây nha. 1 bằng trừ phân số, à không trừ phân số được. Mở ngoặc căn 3. Đóng ngoặc lại. Cộng 5. Đóng ngoặc lại phân số phần 2. Rồi ổn. Nhập cái kia là căn 3. Đóng ngoặc lại. Cộng 1. Cũng hiện ngon lành luôn, ngon lành đào luôn, không gì bàn cãi hết. Được chưa? Rồi, trên cái máy dầm cũ này thử nha, nó máy này thử nha. Nhập cho này. 1 bằng trừ đi phân số. Trừ đi mở ngoặc trước. Căn 3. Đóng ngoặc lại cộng với 5. Đóng ngoặc đây. Phần 2, phân số phần 2. Cái kia chính là căn 3 cộng 1, căn 3 đóng ngoặc lại rồi cộng 1. Ấn rất bằng. Rồi, nó đều hiện ra nghiệm đẹp hết, bình tĩnh ngon lành. Được chưa? Đó. Rồi. Thì khá nhẹ nhàng vậy thôi các em ha. Nhẹ nhàng vậy. Rồi bây giờ mình qua phần tiếp theo. Đó là đối với cái phần là phương trình bậc 3 thì sao? Phương trình bậc 3 là sao các bạn? Cái phương trình bậc 3 như thế nào? Ha, phương trình bậc 3 như thế nào? Đó. Thì bấm bình thường thôi. Các em bấm này, 19 này. Chọn số 2 này. Bậc 3 thì các bạn nhập số 3 thôi, nhập rồi này. Đó, nhập rồi số 1 này. À 1 bằng 1 bằng trừ 17, trừ 17 rồi 15, 15. Ấn nó bằng, ấn nó bằng. Được chưa? Các bạn ra nghiệm là nghiệm thứ nhất là trừ 5, nghiệm số 2 là 3, và nghiệm số 3 là 1. Và các em nhớ là
cái phương trình bậc 3 thì nó có tối đa là 3 nghiệm bạn nha. Là khi nhiều nhiều bạn bấm là bấm tới 2 nghiệm bạn ngưng là như hơi sai đó. Nghiệm nhất là trừ 5. Rồi, cái nghiệm tiếp theo là mấy đây? Là 3. Rồi, là 3. Được chưa? Và cái nghiệm cuối cùng đây là số mấy? Là số 1. Khá nhẹ nhàng. Được chưa? Đó, thì đối với cái dòng máy cũ kia thì các bạn bấm y chang thôi, bấm y chang như vậy. Đó, các bấm là 1 5 kéo mũi tên xuống, các bạn chọn số số bậc bậc 3 là chọn số 2. Các bạn nhập đó, nhập tương tự vậy, 1 bằng 1 bằng trừ 17 này, trừ 17, trừ 17. Rồi bấm 15 15. Rồi, cũng nhận là 3 1 với trừ với ấn bằng là trừ 5. Được chưa? Còn đối với anh chàng cai xô nhỏ 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 xinh xinh này thì bấm là 1 5 ấn mũi tên xuống, chọn số 4 lên này, chọn số 4 lên này, số 4 phân trình bậc 3 là 4 này. Đó, được chưa? Số 4 này. Đó, chọn số 4 này. Ấn nhập rồi, 1 bằng 1 bằng trừ 17, trừ 17. Rồi 15 bằng bằng. Đó, ok. Không đi bàn cãi nha. Rồi. Vậy thì bây giờ cái số 2, cái câu chuyện là cái gì? Nhập số 2 nào. 1 bằng 2 bằng 3 bằng trừ 6 bằng bằng. À, nó hiện ra 3 nghiệm. Nhưng mình thấy là nó có một nghiệm đầu. Và mình lưu ý là hiện tại là thầy giải phương trình này trên tập số thực các bạn nha. Tất cả phương trình này giải trên tập số thực hết. Thầy em giải trên tập số thực nha. Nên là lúc này cái nghiệm, có nghiệm là số 1 này, nghiệm là số 1. Và mình thấy cái nghiệm sau của mình đó, cái nghiệm sau của mình nó có chữ y đằng sau này, thì đây chính là nghiệm ảo hay nghiệm nghiệm phức. Thì nghiệm phức mình sẽ học ở chương trình toán lớp 12 của cái phần học kỳ 2 đó. Nên là phương trình này xét nghiệm thực thì chỉ có nó chỉ có một nghiệm x bằng 1 thôi. Được chưa? Nên lưu ý thấy chữ y là mình sẽ loại đi nếu giải trong tập số thực các em nha. Đó. Được chưa? Rồi, bây giờ thằng số 3 này, thằng số 3 này. Là thằng số 3 này bấm giải cho nào nhập nào. 1 bằng trừ 2 bằng trừ 7 bằng 14 bằng. Đó. Đó, đó. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy làm sao? À, chỗ này nó có vấn đề rồi. Là nó chỉ sẽ phân tích kỹ câu 3 một xíu này. Nó có một cái nghiệm đẹp là số 1. Đúng không? Còn hai nghiệm kia ra số lẻ. Nghĩa là hai nghiệm kia ra số lẻ. Nhưng bây giờ đôi khi trong bài toán là mình cần cái nghiệm này chính xác là nghiệm nào á, nó có dạng căn hay dạng căn thì căn như thế nào, thì làm sao các bạn tìm được cái này. Thì bây giờ thì chỉ các bạn cái tìm nha, chỉ bạn cái tìm này. Bây giờ cái nghiệm lẻ này đúng không? Các bạn sẽ lưu này, bấm lưu này. Rồi, eto a. Đó, nghĩa là cái nghiệm lẻ x3 này. Cái nghiệm lẻ x bằng 0,837 nha. Đó, thầy cho mình sẽ lưu vào chữ gì đây? Lưu vào chữ a. Được chưa? Rồi tiếp tục. Cái nghiệm lẻ đầu tiên á, cái nghiệm lẻ tiếp theo á là x bằng 7,162 thì mình sẽ lưu là eto b. Đó, mình sẽ lưu vào b, mình sẽ lưu vào b. Được chưa? Rồi xong bây giờ ngoài đấy nhá, bạn tính này, bạn tính thầy này, bạn lấy thầy là hai nghiệm này cộng nhau, hai nghiệm lẻ này nè. Các bạn cộng nhau là a cộng b sẽ bằng cái gì? Và a nhân b sẽ ra cái gì? Các bạn bấm thoát ra ngoài đi. Bấm mốc 1 đi, bấm này. Alpha a cộng alpha b ấn dấu bằng thì ra số 8. Wow, ngon chưa? Ra số 8. Còn bây giờ lấy hai này nhân nhau là alpha a nhân alpha b. Đó nó ra gì nào? Ra số 6, ra số 6. Được chưa? Vậy thì bây giờ tụi con sẽ phải nhớ lại như vậy. Cái phương trình bậc 2 này nè, nó có một nghiệm đẹp là số 1 đúng không? Vậy thì cái phương trình bậc 2 này sẽ được viết, phương trình bậc 3 này này có một nghiệm là số 1 thì nó sẽ viết thành dạng này x trừ 1 này. Đó là cái dạng bậc nhất. Rồi sẽ nhân với cái phần còn lại đây. Thì cái phần còn lại này sẽ là một cái hàm bậc 2. Và cái hàm bậc 2 này sẽ có dạng như thế nào? Nó sẽ có dạng như thế nào? Nó sẽ có dạng như thế nào? Đó. Thì các bạn để ý đây là cái hệ số này là 1 rồi các bạn ha. Hệ số là 1 rồi các bạn nha. Hệ số của x3 là 1 rồi, khỏi quan tâm. Và lại cái nghiệm này này. À, các bạn nhớ lại cái định lý về S không? Cái phương trình bậc 2 mà có tổng hai nghiệm là S, tích hai nghiệm là B. Thì lúc này A và B chính là nghiệm của phương trình gì? X bình trừ đi SX và cộng B. Rồi sẽ bằng mấy bằng 0. Được chưa? Được chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ viết lại thành này.
Đó là x bình này. Đó, trừ đi sx. Trừ đi sx nghĩa là trong bài chính là trừ đi s là trừ 8 này. Là trừ đi 8x. Rồi cộng b nghĩa là cộng với 6. Đó, cộng với 6. Được chưa? Và lúc này các em để ý nha. Cái hệ số 3 là số 1 trước rồi. Nên chỗ này mình ghi số 1 lên luôn. Đó, được chưa? Ghi số 1 lên luôn. Đó, ok. Rồi, rồi đến đây thì các bạn làm bình thường phương trình tích thôi. Các bạn cho là x trừ 1 sẽ bằng 0. Rồi x bình trừ 8x. Rồi cộng 6 sẽ bằng 0. Thì cái chỗ này mình sẽ có nghiệm này. Cái nghiệm kia là x bằng số 1 nha. Rồi, đó. Rồi, còn bây giờ phương trình bậc 2 đúng không? Ừ. Nó chọn mốt 9 xong là alpha A. Rồi chọn phương trình bậc 2. À, thầy xin lỗi, chọn mốt 9. Rồi, được chưa? Này các bạn chọn mốt 9. Chọn số 2 luôn, nhập luôn, nhập phần dưới này là 1 nè, nhập bậc 2 là 1 nè. Trừ 8 nè. 6 nè. Đó, là nó có một nghiệm thứ nghiệm nó có nghiệm này, một nghiệm này chính là 4 cộng với căn 10. 4 cộng 10 bấm chữ SD thì chẳng qua là 7,16 không? Đó chính là nghiệm này này. Đó. Rồi cái nghiệm thứ hai là 4 trừ căn 10 này. Cái nghiệm thứ hai chính là 4 trừ căn 10. 4 trừ căn 10. Đó, thì cái nghiệm này chẳng qua chính là 0,837. Ok. Và cuối cùng, thấy chưa? Cái phương trình bậc 3 của mình có 3 nghiệm này. Xong. Được chưa? Được chưa? Đó. Như vậy thì trong cái ví dụ 3 này thì giúp cho các em làm sao? Cái trường hợp bậc 3 bấm máy tính ra nghiệm xấu á thì mình hoàn toàn có thể tìm được các nghiệm 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 chính xác luôn là bao nhiêu luôn. Đó, bằng cách là các em lưu ý một chút xíu về cái kiến thức địa lý VS này thôi. Được chưa? Đó. Được chưa? Rồi. Đó là cái câu số 3. Bây giờ câu số 4 thì sao? Câu số 4 thì sao? Câu số 4 thì sao? Thì câu số 4 thì các em nhập cho nào, nhập hệ số nào. Bấm bấm phương trình là mốt 9 chọn số 2. Các bạn nhập số 3 rồi. Nhập rồi nè, 2 bằng trừ đi mở ngoặc 3 trừ đi 2 căn 3, 2 căn 3 đóng ngoặc lại dư cái nha, ấn nước bằng, hệ số này chính là 1 trừ đi 3 căn 3, rồi 3 căn 3 đóng ngoặc lại ấn nước bằng, rồi cái này chính là căn 3 đúng không, chính là căn 3, căn 3, căn 3 đóng ngoặc lại ấn nước bằng. Đó, bậc, bậc, bậc. Wow, các bạn thấy chưa? Này, thấy thấy chưa này? Nó ra tới này, nghiệm thứ nhất này, nghiệm thứ hai này, nghiệm thứ ba này. Wow. Lúc này các bạn thấy ngay là nó ra tới ba nghiệm. Ba nghiệm. Nó có nghiệm đẹp nhất là 1 phần 2. Cái nghiệm đẹp tiếp theo là x bằng số 1. Nhưng bây giờ nó có một cái nghiệm là nó số lẻ vậy này. Bây giờ mình muốn biết chính xác là nghiệm nào làm sao xử lý cái này. Ở trên này là có hai nghiệm lẻ mình xử lý xong rồi nha, còn bài này là có một nghiệm lẻ thôi, hai nghiệm đẹp. Thì sao xử lý, sao biết nghiệm là số mấy đây? Thì lúc này thì chỉ các bạn một cách, nó có một cái nhận lời. Là các bạn sẽ dùng chẳng qua nó có một cái định lý VS của phương trình bậc 3 đó. Là trường hợp cái phương trình bậc 3 mà có ba nghiệm thì các bạn nhớ là tổng ba nghiệm á là x1 cộng x2 cộng x3 là tổng ba nghiệm, chính là bằng trừ b trên a. Đó, trừ b trên a. Đó, trừ b trên a nha. Đây là a này. Và hình dung đây chính là a này, đây chính là b này, đây chính là c này, đây chính là d này, là bằng trừ b trên a này. Này a này, b cái hệ số là c này, d này là trừ b trên a. Đó, thì trong bài này mình có không? Áp dụng thử nha. Trong bài mình có nha. Nghiệm thứ nhất là 1/2. Nghiệm thứ hai là số 1. Cái nghiệm còn lại đây chưa biết bằng trừ b trên a, trừ b trên a là lấy cái này chia cái này, trừ trừ là cộng chưa, là cộng thì còn là 3 trừ đi 2 căn 3 là chia mấy đây, rồi chia 2. Được chưa? Từ đó các bạn có phải chuyển vế không, là x sẽ bằng cái gì, lấy 3 trừ đi 2 căn 3 chia 2, và các bạn có phải chuyển số này qua là 1/2 cộng 1 là 3/2, chuyển qua là trừ 3/2 không? Đó, và cái này thì con thu gọn lại thì nó chính là bằng bao nhiêu đây, trừ căn 3. Wow, và nghiệm này chính là trừ căn 3. Được chưa? Nghiệm này chính là trừ căn 3. Đó, được chưa? Đó, trừ căn 3. Rồi. Đó, vậy thì các em lưu ý cái này các bạn nha, đó là kỹ năng mình phải lưu ý thật. Chắc chắn các bạn nha. Nếu chưa hiểu các bạn tua lại cái video các bạn coi tiếp.
Được chưa? Và bây giờ thì nói nhanh bấm chỉ bậc 4. Thì cái bậc 4 này chỉ dùng cho cái máy tính làm đời mới thôi. Đó, mà bấm là 19, chọn số 2, bậc 4 chọn số 4 thôi. Rồi, cái này thì khá nhẹ nhàng. Nhập cái này. Hệ số x4 là 1, là 1 bằng. X bình, x mũ 3 không có nghĩa là 0. Còn x bình là bằng 1. X này không có là 0 luôn. Số hạng tự do là trừ 2, nhập trừ 2 thôi. Ấn nút bằng, ấn bằng. Là 1, trừ 1. Có hai chữ y và là hai nghiệm xong vô nghiệm. Tại vì thầy lưu ý là giải dân tập R rồi ha. Giải dân tập R. Đó, vậy là cái này là 1 với trừ 1 nha. 1 với trừ 1. Vậy là cái phương trình đầu này chỉ có hai nghiệm thôi. Là x bằng số 1 và x bằng bao nhiêu đây? Bằng trừ 1. Được chưa? Nó vậy vậy thôi. Không gì hết. Tương tự bây giờ câu 2 này. Câu 2 này nhập rồi. 1 này. 1 bằng này. X mũ 3 có là 0 này. Đó. X bình là bằng trừ 21 này. Trừ 21 này. X không có là bằng 0 này. Số hạng tự do là 20 nè. Đó, là tới 4 nghiệm luôn. Rồi, là có nghiệm thứ nhất là bằng 2 căn 5. Một nghiệm là số 1. Một nghiệm là trừ 1. Được chưa? Một nghiệm chính là trừ 2 căn 5. Rồi, trừ 2 căn 5. Đó, là phương trình này có tới 4 nghiệm như vậy. Được chưa? Đó. Như vậy là các em đã vừa coi xong được cái phần là giải phương trình các bạn nha. Bậc 2, bậc 3, bậc 4 bằng máy tính. Được chưa? Và các em có thể tiếp tục coi cái video tiếp theo. Đó là nói về giải hệ phương trình bằng máy tính như thế nào. Được chưa? Rồi. Thầy chào em. Và các em nhớ đăng ký kênh cho nhé. Đăng ký kênh. Và chia sẻ kênh cho thầy tới nhiều bạn để học tập hơn nha. Rồi. Thầy chúc các em học giỏi.